Tại thì ở trên tay em đang là một con máy zin đã được thay pin mới luôn rồi. Và em để cho anh em cái con này giá cực kỳ rẻ nhá. Và lý do vì sao mà con này lại có giá rẻ ấy, thì anh em xem đến phần cuối video thì anh em sẽ biết nhá. Đầu tiên ấy, là em cho anh em xem bao u này. Đây, đã được thay pin mới rồi, pin 100% nhá. Đấy, vào phần báo cáo xác minh này. Đấy, xanh lét lẹt lẹt hết nhá. Nói chung là cái bao u này là để cho anh em tham khảo thôi, còn chuẩn xác thì cứ phải mở ra để kiểm tra bên trong nhá. Đây thì em mở sẵn ra rồi đây. Đấy, thì bên trong đây là bên trong nhá. Pin đã được thay pin mới luôn rồi nhá. Đấy. Còn máy này thì vẫn là, còn những cái linh kiện khác thì vẫn là zin nhá, quỳ tím trắng này. Đấy, cam thì vẫn nguyên cái lớp xốp đệm này nhá. Đấy, main không có dấu hiệu sửa chữa gì nhá. Đấy, ok. Thì đây là bên trong của con máy như này. Còn về hình thức của con máy này. Đấy, hình thức của con máy này thì về tổng quan thì nó rất là đẹp. Nó không có một vết xước sát cấn móp mạnh gì cả nhá. Đây cho anh em xem về hình thức này. Đấy, viền rất là đẹp. Màn zin, vỏ zin, cam zin. Thì vì sao mà một cái con máy vừa đẹp mà pin lại được thay pin mới rồi mà lại được bán với giá rẻ ấy? Thì đây, màn của con máy này thì nó có xuất hiện một cái vết sọc cực kỳ bé thôi. Đấy, nhìn không rõ đâu. Và khi để nền trắng như này thì anh em mới thấy cực kỳ mở trên này. Còn khi mà để nền đen ấy, đây cho anh em xem để nền đen. Nền đen thì không thấy được luôn, không thấy cái vết sọc luôn nha anh em. Đấy, để nền đen thì không thể thấy được, chỉ có cái nền trắng thì mới thấy được thôi. Đây, nhưng mà thấy phải soi kỹ lắm thì mới thấy được. Đâu nhỉ? Đây, phải để nền trắng thì soi kỹ lắm thì mới thấy được nhé. Khó thấy lắm. Chắc chắn là nhiều anh em sẽ thắc mắc là cái vết này nó có bị to ra không đúng không? Thì em chắc chắn luôn cho anh em là không. Nhưng nếu mà anh em không làm rơi nhá, còn anh em làm rơi thì em không biết được, bởi vì một con máy bình thường nhiều khi anh em làm rơi thì nó đã bị sọc rồi. Đấy, thì cái đấy em không biết được. Còn nếu mà anh em không làm rơi thì chắc chắn là cái sọc này nó cũng không to ra được đâu nhá. Còn cái con này ấy, thì nó chỉ bị sọc cực kỳ mờ thôi. Và nếu mà không soi kỹ thì nhiều anh em cũng không thấy được đâu. Và em sẽ thanh lý cho anh em với một cái giá rẻ. Và anh em nào quan tâm thì có thể để lại comment ở phía dưới, thì em sẽ chụp hình chi tiết hơn và tư vấn cụ thể hơn cho anh em nhé.